Phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau thảo luận về lệnh ngừng bắn. Các quan chức Nga và Ukraine đã gặp gỡ tại Thổ Nhĩ Kỳ và có cuộc thảo luận trực tiếp về vấn đề nhân đạo, trao đổi tù nhân, tầm quan trọng của việc thiết lập lệnh ngừng bắn. Reuters đưa tin, các quan chức Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11 tháng 1 đã gặp nhau tại Ankara, nơi họ tổ chức một số cuộc thảo luận. Các phái đoàn bàn bạc bà về việc mở một hành lang nhân đạo giữa Moscow và Kiev, trao đổi tù nhân và thiết lập lệnh ngừng bắn trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã diễn ra gần 11 tháng. Cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị tương lai của nhân quyền trong thế kỷ 21. Cao ủy nhân quyền Nga Tatiana Makakova có cuộc thảo luận trực tiếp với người đồng cấp Ukraine Dmitry Luminet. Sau đó, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cao ủy nhân quyền Seret Makok và Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào cuộc thảo luận. Các quan chức cũng thảo luận về các vấn đề nhân đạo và các vấn đề liên quan đến hỗ trợ nhân quyền cho công dân của hai quốc gia đang xung đột, quan chức Lubinets cho biết. Bà Maskagova cho hay, Nga và Ukraine đã đồng ý tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau cho công dân của cả hai nước và sẽ tiếp tục hợp tác trao đổi tù binh. Ngoài ra, các bên cũng sẽ hợp tác để duy trì hoạt động tìm kiếm những người mất tích. Lưu ý rằng, 22 người đã được tìm thấy nhờ sự hợp tác này và một số người đã trở về nhà. Quan chức Nga cũng lưu ý rằng, cuộc thảo luận ba bên đã đề cập đến tầm quan trọng của việc thiết lập lệnh ngừng bắn, điều mà bà gọi là điều kiện cần thiết để ngăn chặn vi phạm nhân quyền. Cuối cùng, bà Maskakova đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì theo bà, điều này chỉ làm leo thang thêm tình hình xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về lời kêu gọi nói trên của bà Maskakova. Sau cuộc hội đàm, bà Maskakova nói với tác rằng bà dự định tiếp tục gặp người đầu cấp Ukraine bên lề hội nghị, dự kiến vào ngày 12 tháng 1. Bà lưu ý rằng Nga và Ukraine cần tiếp tục hợp tác với các vấn đề nhân quyền và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các quan hệ như vậy. Dù là thành viên NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine và đã đóng vai trò như trung gian hòa giải giữa hai nước trong nhiều tháng qua. Thổ Nhĩ Kỳ không trừng phạt Nga về cuộc chiến đấu ở Ukraine, nhưng lại là bên trước đó cung cấp máy bay không người lái sát thủ TB2 cho Ukraine. Ankara là đồng minh của Mỹ tại NATO, nhưng vẫn hợp tác với Nga, dù đã đóng hai eo biển ngăn tàu chiến Nga di chuyển tới Địa Trung Hải, vào Biển Đen và ngược lại. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải một video ghi lại cảnh tiêm kích Su-35S phóng tên lửa phá hủy máy bay chiến đấu Ukraine. Giới chức quân sự Nga vào ngày 11 tháng 1 đăng tải một đoạn video ghi lại hoạt động tác chiến của tiêm kích bóng ma bầu trời Su-35S của không quân nước này. Trong đoạn video của Bộ Quốc phòng Nga, phi công chiến đấu của không quân Nga đã điều khiển tiêm kích Su-35S bám sát máy bay chiến đấu của Ukraine, sau đó phóng tên lửa để tiêu diệt mục tiêu đối phương. Thời gian và địa điểm chính xác của những hình ảnh trên hiện chưa được công bố. Giới chức Ukraine chưa lên tiếng bình luận về video trên. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, các tiêm kích thế hệ 4 cộng cộng Su-35S thường xuyên được Moscow sử dụng để tấn công các mục tiêu của quân đội Ukraine. Hôm mùng 3 tháng 12, một lô máy bay hiện đại này đã được nhà sản xuất United Aircraft Corporation bàn giao cho không quân Nga. Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng tầm xa, đa năng, hai động cơ thế hệ 4 cộng cộng do Nga phát triển dựa trên thiết kế Su-27 Flanker từ thời chiến tranh lạnh với mục tiêu đối đầu với tiêm kích F-15 Eagle của Mỹ đang có ưu thế trên không tuyệt đối khi đó. Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay này được ra mắt vào năm 1992 tại triển lãm hàng không quốc tế Farborough, Anh. Những chiếc Su-35 đầu tiên được trang bị cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga từ năm 1995. Giữa những năm 2000, bằng các công nghệ tiên tiến, Su-khôi bắt đầu hiện đại hóa biến thể Su-35S nhằm nâng cấp tầm hoạt động, kết cấu, khả năng mang vũ khí, động cơ, khả năng tàng hình, năng lượng tác chiến điện tử và hỏa lực. Với những năng lượng tác chiến vượt trội, tên kích này được truyền thông Nga mệnh danh là bóng ma bầu trời chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Nga tại Ukraine cho biết quân đội của Kiev đã gặp phải những tổn thất lớn tại mặt trận Soleda. Vladimir Novikov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Troy của Nga cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, tất cả các bệnh viện tại vùng Zaporizhia và Donetsk đều đang chật cứng thương binh và hầu hết trong số họ đều được chuyển tới từ mặt trận Soleda. Theo ông Novikov, Quân đội Ukraine đã gửi những lực lượng thiện chiến nhất tới Zoleda, nhưng vẫn không thể đối phó được trước sức tấn công của Nga. Ông khẳng định những cuộc giao tranh tại Zoleda đã khiến cho quân đội Ukraine mất khoảng 25.000 binh sĩ và đây là tổn thất không thể bù đắp được. Trước đó, nhiều nguồn tin gần gũi với Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, thành phố Soledad đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng thân Nga, phối hợp cùng các binh sĩ thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner. Jan Gagin, một chuyên gia quân sự từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói rằng hiện chỉ còn 500 binh sĩ Ukraine cối thủ tại Soledad và nhóm binh sĩ này đang bị bao vây. Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận tình hình đang diễn ra hết sức căng thẳng tại chiến trường miền đông nước này. Cơ quan này đồng thời khẳng định quân đội nga vẫn chưa giành được quyền kiểm soát thành phố Soledar và đang gặp những tổn thất nặng nề tại đây. Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nhận định đối phương đang tập trung lực lượng nhằm nhanh chóng chiếm được mặt trận Bakhmut, qua đó giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. Họ đang cố gắng bao vây Soledar thông qua việc chặn đường tiếp viện của chúng ta. Tuy nhiên, giao tranh vẫn đang tiếp diễn và quân đội Nga đang phải hứng chịu thương vong lớn. Bên cạnh đó, giới chức quốc phòng Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành hai vụ tập kích tên lửa, 22 vụ không kích cùng 18 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt nhằm vào các cơ sở dân sự cũng như công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Để đáp trả, không quân Ukraine đã thực hiện 13 vụ tập kích nhằm vào các điểm tập trung quân và trang thiết bị quân sự của Nga. Ngoài ra, ba tổ hợp tên lửa phòng không của Nga cũng đã bị máy bay chiến đấu Ukraine tấn công. Cùng ngày, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay trực thăng K-52 và bốn máy bay không người lái UAV cảnh giới của Nga. Ba kho đạn cùng bốn điểm tập trung quân của các lực lượng thân Moscow cũng đã bị tên lửa và pháo binh Ukraine đánh trúng. RT đưa tin các quan chức Nga và Ukraine đã gặp gỡ tại Thổ Nhĩ Kỳ và có cuộc thảo luận trực tiếp về vấn đề nhân đạo, trao đổi tù nhân, tầm quan trọng của việc thiết lập lệnh ngừng bắn trong bối cảnh xung đột quân sự Nga-Ukraine đã diễn ra gần 11 tháng. Cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị tương lai của nhân quyền trong thế kỷ 21. Cao ủy nhân quyền Nga Tatiana Moskakova đã có cuộc thảo luận trực tiếp với người đồng cấp Ukraine Dmitry Lubinets. Sau đó, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cao ủy nhân quyền Zeref Markov và chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Sentov tham gia vào cuộc thảo luận. Các quan chức cũng thảo luận về các vấn đề nhân quyền và các vấn đề liên quan tới hỗ trợ nhân quyền cho công dân của hai quốc gia đang xung đột, quan chức Lubinets cho biết. Bà Moskakova cho hay, Nga và Ukraine đã đồng ý tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau cho công dân của cả hai nước và sẽ tiếp tục hợp tác trao đổi tù binh. Ngoài ra, các bên cũng sẽ hợp tác để duy trì hoạt động tìm kiếm những người mất tích. Lưu ý rằng, 22 người đã tìm thấy nhờ sự hợp tác này và một số người đã trở về nhà. Quan chức Nga cũng lưu ý rằng cuộc thảo luận ba bên đã đề cập đến tầm quan trọng của việc thiết lập lệnh ngừng bắn, điều mà bà gọi là điều kiện cần thiết để ngăn chặn vi phạm nhân quyền. Cuối cùng, bà Maskakova đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo bà, điều này chỉ làm leo thang thêm tình hình xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận gì về lời kêu gọi trên của bà Moskakova. Sau cuộc hội đàm, bà Moskakova đã tiết lộ với TASS rằng bà dự định sẽ tiếp tục gặp người đồng cấp Ukraine bên lề hội nghị, dự kiến vào ngày 12 tháng 1. Bà lưu ý rằng Nga và Ukraine cần tiếp tục hợp tác về các vấn đề nhân quyền và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các liên hệ như vậy. Dù là thành viên NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine và đã đóng vai trò như trung gian hòa giải giữa hai nước trong nhiều tháng qua. Thổ Nhĩ Kỳ không trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine nhưng lại là bên trước đó cung cấp máy bay không người lái UAV sát thủ TB2 cho Ukraine. Ankara và đồng minh của Mỹ tại NATO nhưng vẫn hợp tác với Nga dù đã đóng hai eo biển ngăn tàu chiến Nga di chuyển từ địa Trung Hải vào Biển Đen và ngược lại. Theo giới quan sát, chiến lược trung lập của Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động theo nguyên tắc Ankara ủng hộ Ukraine nhưng không chống lại Nga. Thông tin về cuộc gặp giữa hai phái đoàn Nga-Ukraine diễn ra trong bối cảnh Moscow và Kiev nhiều lần phát đi các thông điệp về việc đàm phán để khép lại chiến sự. Nhưng sự bất đồng giữa các bên về điều kiện tiên quyết đã khiến cho thương lượng chưa thể nối lại. Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố, châu Phi nên là khu vực tập trung hợp tác quốc tế thay vì là nơi cạnh tranh giữa các nước lớn. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết, trong một cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi, Châu Phi nên là một sân khấu lớn cho hợp tác quốc tế, không phải là đấu trường cạnh tranh giữa các nước lớn. Ngoại trưởng Trung Quốc đang có chuyến thăm châu Phi kéo dài một tuần. Ông Tần Cương dự kiến sẽ đến Ethiopia, Ai Cập, Angola, Benin và Gabon trước khi trở về Trung Quốc phát biểu tại lễ khai trương trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc châu phi dự án do các kỹ sư trung quốc xây dựng ở ethiopia đại sứ tân cương đã phát thảo tầm nhìn của bắc kinh về mối quan hệ với châu phi ông khẳng định cả hai sẽ luôn có một tương lai chung bất kể môi trường quốc tế thay đổi như thế nào ông tần cương nhận định ngày nay thế giới thời đại và lịch sử của chúng ta đang thay đổi theo những cách chưa từng có trước đây sự trỗi dậy tập thể của các nước đang phát triển là không thể đảo ngược đồng thời cho biết trung quốc và châu phi nên phản đối sự bá quyền bất nạt phân biệt chủng tộc, cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy dân chủ lớn hơn trong quan hệ quốc tế. Ông Tần Cương nhấn mạnh rằng chính sách của Bắc Kinh dựa trên các nguyên tắc chân thành, kết quả thực tế, tình hữu nghị và thiện trí, cũng như theo đuổi lợi ích chung. Ông Tân Cương tuyên bố, Trung Quốc không đưa ra những lời hứa xuông, không ép buộc các nước khác chống lại ý muốn của họ. Khi được bàn giao cho những người bạn châu Phi của chúng tôi, trụ sở CDC châu Phi sẽ hoàn toàn do liên minh châu Phi điều hành và quản lý mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ Trung Quốc. Mỹ và các đồng minh châu Âu từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện chính sách ngoại giao bẫy nợ tại châu Phi. Sau cuộc gặp thủ tướng Ethiopia, ông Tấn Cương tuyên bố Trung Quốc sẽ xóa một phần khoản nợ của Ethiopia. Mới đây, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo, hội đồng mua sắm quốc phòng DAC do bộ trưởng Rana Singh đứng đầu đã thông qua kế hoạch mua tên lửa phòng không vác vai do cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng DRDO của nước này sản xuất. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ có đoạn, những diễn biến gần đây dọc biên giới phía Bắc làm dấy lên nhu cầu tập trung các vũ khí phòng không hiệu quả, có thể mang theo người và triển khai nhanh chóng ở địa hình hiểm trở. Tên lửa phòng không vác vai Visarad của Ấn Độ được thiết kế để vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không ở độ cao thấp hoặc cự ly gần, tương tự như tên lửa FIM-92 Stinger do Mỹ sản xuất. Tổ hợp Visarad nặng 20,5 kg, dài 2 m, mang tên lửa có đầu đạn nặng 2 kg. Tên lửa có tốc độ bay tối đa 1.852 km h tầm bắn tối đa 6 km và trần bắn 3,5 km. Ấn Độ có động thái quốc phòng mới trong bối cảnh quá trình quân sự hóa khu vực gia tăng và căng thẳng biên giới với Trung Quốc bước sang năm thứ ba. Hai nước từng nổ ra chiến tranh biên giới vào năm 1962, nhưng những thỏa thuận được hai bên đàm phán trong 25 năm sau đó đã giúp hạ nhiệt căng thẳng, tạo điều kiện cho hai bên thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế thương mại. Sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, quan hệ ấn chung được cho là bước vào giai đoạn nồng ấm. Tuy nhiên, căng thẳng biên giới tiếp tục leo thang với cuộc đối đầu quy mô nhỏ giữa biên giới hai nước trong những năm sau đó. Đỉnh điểm là cuộc ẩu đả đẫm máu ở thung lũng Gawan hồi tháng 6 năm 2020. Cuối năm 2022, binh sĩ hai nước tiếp tục ẩu đả tại khu vực biên giới thuộc bang Arunachal Pradesh, miền đông Ấn Độ, không lâu sau cuộc tập trận chung giữa Washington và New Delhi. Sau sự việc, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Rana Singh đã cho biết quân đội Trung Quốc đang đơn phương cố gắng thay đổi hiện trạng bằng cách xâm phạm đường kiểm soát thực tế ở bang Arunachal Pradesh. Bắc Kinh không bình luận về vụ đụng độ, tuyên bố với truyền thông rằng tình hình biên giới hai nước nhìn chung ổn định. Giới chức Nhật Bản cho biết, khoảng 15 người đã được đưa tới bệnh viện sau vụ tai nạn đâm xe liên hoàn gần lối ra của một đường cao tốc ở tỉnh Nara, miền tây nước này. Tai nạn xảy ra vào lúc 9 giờ 45 phút giờ địa phương, tức 11 giờ 45 phút giờ Việt Nam, ở thành phố Kashihara, thuộc tỉnh Nara, gần lối ra của đường cao tốc Kenawa nối Kyoto với Wakayama. Vụ việc xảy ra khi một xe tải đâm vào một ô tô chở khách, dẫn đến va chạm với hàng loạt phương tiện đang đợi đèn giao thông. Có khoảng 20 xe bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn. Tất cả những người được chuyển tới bệnh viện đều bị thương nhẹ. Sau vụ tai nạn, các con đường xung quanh đã tạm thời đóng cửa, công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai. Đại sứ Mỹ cho biết, Washington phản đối việc mở rộng các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ của Palestine. Phát biểu với đài truyền hình công cộng Can của Israel, Đại sứ Mỹ tại nước này, Tom Nitz cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiểu rằng lập trường của chính quyền Biden ủng hộ việc duy trì tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước ông nidi cho biết chính quyền mỹ cũng phản đối việc hợp pháp hóa các tiền đồn của israel và mở rộng quy mô khu định cư đối với các khu định cư trên khắp bờ tây bị chiếm đóng bên cạnh đó nhà ngoại giao mỹ phủ nhận việc tẩy chay bất kỳ thành viên nào trong chính phủ mới của israel trong bối cảnh có thông tin rằng đại sứ nidis đã từ chối liên lạc với bộ trưởng an ninh quốc gia israel về quan điểm cấp tiến của ông đối với người palestine ông nidis cho biết chúng tôi sẽ làm việc với chính phủ israel chính phủ được bầu cử dân chủ tuần trước chuyến thăm của ông ben gavi tới nhà thờ hồi giáo al asa một điểm nóng ở đông jerusalem bị chiếm đóng đã gây ra một cơn bão lên án từ các quốc gia trên thế giới bao gồm jordan thổ nhĩ kỳ mỹ ả rập xê út Qatar và Pakistan. Đại sứ Nidi thông báo, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ giữ nguyên hiện trạng tại Thánh đường Jerusalem. Người Palestine cáo buộc Israel thực hiện các bước có hệ thống để do thái hóa đông Jerusalem, nơi có Al-Asa và xóa bỏ bản sắc Ả Rập và Hồi giáo của họ. Đối với người Hồi giáo, al -Asa đại diện cho địa điểm linh thiêng thứ ba trên thế giới. Về phần mình, người Do Thái gọi khu vực này là núi đền nói rằng đây là địa điểm của hai ngôi đền do thái thời cổ đại